Hello, hello, em xin chào cả nhà. Chào mừng cả nhà đã quay trở lại với kênh YouTube Hoa Tiễn Kim Trang bên em. Hôm nay em xin giới thiệu đến cả nhà lô bông trang hồng phấn tàn thông nha cả nhà. Lô bông trang hồng phấn tàn thông, gốc là 3 năm tuổi ạ. Gốc 3 năm tuổi, ảnh cao là từ 6 cho đến 7 tấc ạ. Và 6 cho đến 7 tấc. Gốc là hoành là lớn hơn ngón tay cái nha cả nhà. Đây. Nguyên cái lô hồng phấn lớn hơn ngón tay cái của em. Gốc rất là to. Xem những gốc chà bá luôn. Gốc to lắm. Có cây là ảnh đang cho bông nè cả nhà. Cả nhà cứ thoải mái chọn một cây. Cả nhà thích cây nào ở phút thứ mấy cả nhà cứ chụp màn hình này, em sẽ gửi đúng vào đúng cây đó à. Đây, cái gốc rất là to luôn. Em quay gần cho cả nhà xem cái gốc hoành này là cỡ 8 cm. Góc bên đây nữa nè cả nhà. Góc của ảnh nè. Góc to. Wow. Anh này ảnh đang búp nè. Cả nhà mua cây vừa búp á là ảnh sẽ tới nhà sẽ vừa nở vừa chỗ bông. Anh này tất cả đều là tàn thông. Tàn thông không mà cả nhà ơi. Cây này là cây to. Cây này thì để làm giống. Rồi, em giới thiệu cả nhà cái lô bông trang hồng phấn. Hồng phấn mà tàn thông, gốc là bằng ngón chân cái. Ngón chân cái, ngón tay cái ảnh xê xích ạ. Cao là từ 6 cho đến 7 tấc nha cả nhà. Lô này là thành phẩm, là mua về là cả nhà sẽ chơi được ngay luôn. Hoa rồi gốc tàn thông. Cái tàn thông này cả nhà dưỡng lại cho nó đều tàn hơn. Rồi muốn tàn tròn thì mình bo cái đầu lại thì ảnh sẽ tàn tròn. Gốc rất là ok. Rồi em giới thiệu sơ lược đến cả nhà để cả nhà chọn được một cây mình ưng ý nhất ha. Xong rồi cả nhà cứ inbox Zalo em. Đây. Rồi. Em kính chúc cả nhà là luôn dồi dào sức khỏe, vạn sự là như ý, vạn sự bình an.
Rồi em xin kết thúc video ở đây. Bye bye, hẹn gặp lại cả nhà trong video tiếp theo. Cả nhà nhớ ủng hộ kênh, đăng ký kênh, like video, ủng hộ em nhé. Bye bye cả nhà. Em sẽ luôn quay những bông trang thành phẩm để giao lưu bán đến cả nhà.